Đừng nói khi nào trong tình yêu là một bộ phim Việt Nam liên tục gây tranh cãi về cách xây dựng các nhân vật, không chỉ là nữ chính ly, ngay cả tinh thần nữ cũng là cái tên khiến khán giả hoang mang trong gần 20 tập. Nó được phát sóng, mặc dù một trong bốn nhân vật chính xuất hiện trên poster, Linh không có vai trò đặc biệt nào, luôn mang đến cho khán giả cảm giác dư thừa và khó chịu. Trong phim, Linh là em trai của người đàn ông bình thường là một sự lăng nhăng, ham mê và khai thác. Bộ phim miễn phí nhất, ảnh chụp màn hình nhân vật mãi mãi không có vai trò rõ ràng. Điều duy nhất khiến khán giả ấn tượng trong Linh là phong cách thời trang của cô ấy. Hãy chơi một người phụ nữ hợp thời phong cách thời trang sành điệu, sinh ra và trẻ trung. Hình ảnh của Trinh Mi Duyên trên phim tất nhiên, bên cạnh các câu hỏi vai trò của Linh, còn có những khán giả nên kiên nhẫn chờ đợi vì Linh là một trong bốn nhân vật chính. Chắc chắn sẽ không dư thừa, bạn người đã hiểu sai về Ly và Tu. Vì vậy nó sẽ nhanh chóng có một cái nhìn khác hai người này. Ngoài ra, thực tế là Ly và Tu là chất lượng phù hợp của con hẻm hẹp. Gặp một cuộc cãi vã cũng khiến khán giả làm cho khán giả mong đợi một mối tình trước tình yêu sau. Này giữa hai người, Linh và Tu sẽ yêu nhau. Tổng hợp.